Xin hỏi nhà thuốc là muốn sáng mắt thì nên uống cây thuốc nam nào ạ? Chào bạn, theo kinh nghiệm dân gian thì Thảo Quyết Minh hay còn gọi là hạt muồn muồn là một vị thuốc rất là tốt cho mắt và có tác dụng là sáng mắt, bổ mắt. Thông tin thêm với bạn về tác dụng của Thảo Quyết Minh như sau. Theo y học cổ truyền thì Thảo Quyết Minh có vị mặn, tính bình vào hai kinh can và thận thì có tác dụng là thanh can, ích thận, khử phong, sáng mắt, nhuận tràng, thông tiện, nên thường được sử dụng trong những trường hợp bệnh như sau: điều trị các bệnh về mắt, mắt có màng, đau mắt, điều trị táo bón, nhuận tràng và dùng an toàn cho cả phụ nữ đang mang thai, dùng làm thuốc điều trị mất ngủ, điều trị hắc lào, bệnh chàm ở trẻ nhỏ. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.